Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng nhóm biên tập viên Patco với hành trình khám phá những nhà hàng ngon. Và chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là những nhà hàng quán lẩu ngon giá dưới 200k cho sinh viên khu vực Đại học Bách Khoa. Quanh khu vực này tập trung rất nhiều nhà hàng quán ăn ngon và đặc biệt là các quán lẩu, và hầu hết các nhà hàng này đều là có mặt trên hệ thống Patco. Vậy đâu là những quán ăn ngon rẻ tại khu vực này? Chúng ta hãy cùng khám phá ngay bây giờ. Đầu tiên chúng ta cùng tới với Lẩu Quang. Lẩu Quang nằm tại số 134 Trần Đại Nghĩa. Lẩu Quang được các bạn sinh viên cực kỳ yêu thích bởi giá cả rất phải chăng, không gian đẹp trẻ trung hiện đại. Và có một điều mà ai cũng mê khi tới với Lẩu Quang, đó chính là menu lẩu ngũ vị. Lẩu Thái chua cay chuẩn vị, lẩu kim chi cay nồng, lẩu nấm ngon đậm đà, lẩu sống thanh chua và lẩu Quang bí truyền ngon hấp dẫn. Khoảng giá tại Lẩu Quang dao động trong khoảng từ 120 đến 180 nghìn đồng trên một người. Tiếp theo chúng ta cùng tới với Lẩu Sơn Tùng. Nếu như Sơn Tùng MPP đang rất hot thì Lẩu Sơn Tùng cũng đang nằm mưa nằm gió tại khu vực Đại học Bách Khoa. Ngoài không gian check-in thần sầu thì tại đây các bạn có thể thưởng thức những loại lẩu rất ngon, lẩu riêu cua sườn sụn, lẩu ếch, lẩu bò mà ai ăn cũng mê. Khoảng giá tại Lẩu Sơn Tùng dao động trong khoảng từ 150 đến 200 nghìn đồng mỗi người. Nhà hàng thứ ba mà Patco muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Tea House trên phố Đại Cồ Việt, chuyên buffet lẩu và gọi món Việt. Ở Tea House có một nét vô cùng đặc biệt, cuốn hút, lãng mạn, đó chính là ánh đèn vàng dịu nhẹ rằng khắp không gian. Các món ăn đặc sắc các bạn có thể thưởng thức tại Tea House đó chính là gà quay, gỏi bò Sài Gòn, bò đốt nửa hồng, ếch rang muối và có cả lẩu gà cho những ai yêu thích. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một không gian vô cùng rộng lớn trên đường Giải Phóng, đó chính là Lẩu Quán. Với sức chứa lên tới 400 người thì các bạn có kéo cả lớp đi và mang theo file đính kèm các kiểu thì cũng không no hết chỗ các bạn ạ. Nhưng mà cũng không thể chủ quan được, bởi dịp lễ Tết thì quán vẫn hết chỗ như thường. Dịp lễ Tết thì các bạn nhớ đặt bàn qua Patco để được đảm bảo giữ chỗ các bạn nha. Cũng nằm trên con đường Giải Phóng, nhà hàng thứ 5 mà Patco muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Zomi Lẩu. Chuyên buffet lẩu giá niêm yết chỉ từ 99.000, không rộng rãi như lẩu quán. Zomi Lẩu là sự lựa chọn dành cho những ai yêu thích không gian gần gũi và yên tĩnh hơn. Ở đây các bạn có thể lựa chọn buffet hải sản hoặc buffet bò, ba loại hương vị lẩu độc đáo cùng nhiều loại đồ nhúng và rau tươi theo mùa. Nhà hàng là điểm đến lý tưởng dành cho các buổi gặp gỡ và họp nhóm bạn bè và những bữa cơm gia đình ấm áp. Còn đối với những ai vừa muốn thử thức những món nướng, vừa muốn thử thức những món lẩu thì các bạn có thể đến với One Piece trên đường Xã Đàn, chuyên buffet nướng lẩu, hoặc đến với Cô Chi trên đường Trần Đại Nghĩa, chuyên buffet nướng lẩu Nhật Bản. Và đương nhiên vừa nướng vừa lẩu thì giá sẽ mắc hơn rồi, nhưng giá cũng không quá cao đâu, mà chỉ dao động trong khoảng từ 200.000 đến 300.000 một người. Bên cạnh đó, nếu các bạn muốn thưởng thức hải sản thì các bạn có thể đến với Tadita tại số 148 Phố Vọng. Nếu các bạn muốn thưởng thức buffet nướng và gọi món thì các bạn có thể đến với Sườn Cây Nướng và Bia tại số 146 Phố Vọng. Hy vọng là với những gợi ý vừa rồi của Patco thì các bạn đã tìm được cho mình một nhà hàng ưng ý. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên truy cập website patco.vn và tải ứng dụng Patco dành cho thiết bị di động để tìm được cho mình những nhà hàng phù hợp và ưng ý nhất. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.